tại Đức Tịnh Lạc, cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tài Duyên. Nhật Quỳnh mến chào Thi Lâm, kính chào Tâm Hạnh, mến chào Xích Thanh Loan, mến chào Xích Kim Nhung, mến chào Cẩm Vân, mến chào Trang Thư, kính chào Âu Xuất Linh, kính chào ai kêu em đó, kính chào Không Đến Không Đi, chào cô Ái Minh, mến chào Xích Rạng Đông, mến chào Xích Hoàng Nguyệt, kính chào Chanh Đá Rá, kính chào Vĩnh Long Phật Tử, mến chào Xích Trần Đạo, mến chào Xích Tâm Phương, kính chào Vinh Quách Thanh Á. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Thành Hoàng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh là từ bi hoan hỷ thay mặt chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh Quá Tha Ná đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và họ trì quy giới. Dạ, sa thú Nhật Quỳnh đã thấy Vinh Quá Tha Ná cho bài học. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời cô tu nữ Tài Duyên. Dạ, có đại đức Pháp Tính, nhưng đại đức Tịnh Đạt mà quý ngài không có ôn bài cùng chúng ta đâu, nên là Nhật Quỳnh kính mời quý vị quên mời cô tu nữ Tài Duyên tiên phong ôn bài pháp cú kinh số 231 ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai. Quỳnh kính mời cô nghe báo tin là bữa nay cô có thể đưa tay được mà vẫn chưa biết đưa tay sao cô. Dạ, bây giờ thì sau cái thời của dạ con tri ân sư, dạ sư có thể môn bài cùng chúng con không bạch sư? Dạ, nếu sư có thể bài cùng chúng con thì con thay mặt đạo tràng cũng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, nghe con thấy Đức Tịnh Đạt có trước mái. Dạ, con kính nhân Bích Định Sư xà thú. Con kính nhân Bích Định Sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Để hôm nay đến lượt Đạt tham gia diễn đàn thì thôi, lần đầu tiên lên ông bài cùng quý vị. Mong là quý vị cũng hoan hỷ để mà mình giơ cánh tay xinh đẹp của mình lên tham gia vào diễn đàn, giúp cho diễn đàn có một không khí sinh hoạt đầy được nhiều sự an lạc. Dạ, ông bài số câu hôm qua chúng ta học số 231. Dạ đúng rồi ạ. Câu pháp cú số 231 có nội dung như sau. Kaya pakupang rakhaya kayena sang uto siya kaya dutang hitoa kayena sucharitang chare. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Bản dịch của ngài Thích Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng nay mai, xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Bản dịch của ngài Giới Đức. Nên canh phòng sự phẫn nộ của thân, nên là người đã được thu thúc về thân, sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do thân hay là thân ác hành, nên thực hành hành vi tốt đẹp hay là thiện hành do thân. Bản dịch của ngài Inda Chanda Sánh Chánh Thân. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Giá tôi đã ôn bài cùng quý vị và chúc toàn thể chư tăng ni quý vị có được buổi sinh hoạt đầy nhiều sự an lạc. Dạ, xin kính mời vị kế tiếp ạ, cô Tuệ Duyên. Dạ, xin mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Nam Mô Tham Ma.
Nam Mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiện nam thiện nữ. Dạ, tự nhiên đưa bấm đại mà tự nhiên không có thấy bàn tay, nhưng mà ở trong đầu càng thấy. Bây giờ con thấy không ạ? À? Alo, alo. Dạ, cảm ơn. Dạ. Rồi, bây giờ. Dạ, bây giờ xin ông bài ạ. Cai giáp bắt cuộc bằng rắc khi giá. Cai dê nát sẵn quốc tù xí già. Dạ, bây giờ. Ca giá đúc chắc lý tăng hi tòa. Ca dê ná xú chắc lý tăng chắc rề. Ca giá ba cô bật. Ca giá ba cô băng răng khay giá. Ca dê ná sang bu tổ si giá. Cà giá đúc cha vi tăng hi toa. Cà giê sô cha chi tăng cha rê. Cà giá ba cô băng ra khay giá. Cà giê na sang bu tổ si giá. Cà giá đúc cha ni tăng hi toa. Ca ye na su cha ri tăng cha re. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, dình thân bảo vệ hết lòng nay mai, xả ly hành ác mới tài. Trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Di Đức. Và tự nhiên đã ông bài xong. Hôm nay cũng phân tâm việc kiếm cái chỗ để mà đưa tay lên. Mà thật ra đạo tràng thấy chứ tự nhiên không thấy. Mà đạo tràng thấy bàn tay là mừng lắm đó. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của Rằng Đông. Sa thú lành thai, cô tu nữ tự nhiên. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, sư Pháp Tính, sư Tịnh Đạt, cô tu nữ tự nhiên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 231. Ca dắp bá cu băng rắc khay giá. Ca dê ná sằng bu tù xí già. Ca giá đúc cha ri tằng hi tòa. Ca dê ná số cha ri tằng cha rê. Ca dắp bá cu băng rắc khay giá. Ca dê ná sằng bu tù xí già. Ca giá đúc cha ri tằng hi tòa. Ca dê ná su cha ri tằng cha rê. Ca dắp bá cu băng rắc khay giá. Ca dê ná sằng bu tù xí già. Ca giá đúc cha ri tằng hi tòa. Ca dê ná su cha ri tằng cha rê. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác, với thân làm hạnh lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ca dắp bá cù bằng rắc khay giá. Ca dê ná sằng bu tù si già. Ca giá đúc cha ri tằng hi tòa. Ca dê ná
Sochari tằng cha rề. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng nay mai. Xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Cảm ơn chị Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tánh, Đại Đức Lạ, Quần Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ cô tu nữ trẻ duyên, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 231 ạ. Dập ba cô bằng hay giá cả dây na sang bụt tô xí gia cả gia đu cha rì tăng hết toa cả dây na su cha rì tăng cha rê cả dập ba cô bằng rắc hay giá cả dây na sang bụt tô xí gia cà gia đu cha rì tăng thích toa cà dê na su cha rì tăng cha rê giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cà dắp ba cô bằng rắc khí giá cà dê na sang vụt tô xí gia cà gia đu cha rì tăng thích toa cà dê na su cha rì tăng cha rê giữ thân phải biết canh phòng nhìn thân bảo vệ hết lòng nay mai xả ly hành ác mới tài trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong rồi, xin gửi nước lại cho chị Đạt Lê ạ. Dạ, alo. Dạ alo. Alo. Dạ alo. Alo, Tâm Hương nghe Nhật Quỳnh không? Ở đạo tràng thấy đưa lên quá chừng tín hiệu mà cứ alo hoài. Bây giờ có nghe được chưa? Rồi cứ cầm mic đi nha. Đạo tràng nghe rất là nhạc. Dạ alo, dạ chưa thấy bà học chị Nhật Quỳnh ơi. Không biết sao. À dạ 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 cảm ơn. Dạ cảm ơn. Dạ cảm ơn Huynh quá thân á. Dạ. À, con kính định lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng và Nam Mô Bích Tha, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính định lễ Đại Đức Pháp Tính, định lễ Đại Đức Tịnh Đạt. Và kính con kính định lễ cô Tuệ Duyên. Và mến chào tất cả Phật tử. Con xin đọc câu kệ số 231. Cà dắp bá cô bằng rắp khề tất khầy giá cà dê na sầm phút tô si già cà giá đúc cha tí tầng hi tòa cà dê na su cha tí tầng ca dê. Cà dắp ba cô bằng rắc khế giang cà dê na sâm vượt tổ di giang cà dạ đốt cha chỉ tăng hít toa cà dê na su
cha ti tan ca re kayam ba ko pam ran khe yang kayena sam vuto si yang kaya dun cha di tang hi toang kayena su ra di ya cha di tang kaye giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh, là đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng, nay mai xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Đức. Và Tâm Phương đã đọc xong câu Pháp Cú 231. Mời Hồng Nhung nghe. Tại vì bữa nay là mình mới vô cái laptop, nó rất là cũ, nhưng mà cái màn hình nó thấy được tất cả mà chư Tăng cũng như là Phật tử. Đâu mình cứ dùng đại cái này đi. Xin nhường biết lại cho Hồng Nhung nghe. Dạ con Kim Nhung ạ. Alo. Dạ. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tuệ Duyên, chị Rạng Đông, chị Trần Đạo và chị Nhật Quỳnh cho biết tín hiệu. Dạ con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính lễ sư Hạnh, sư Pháp Tính. Con kính lễ sư Tịnh Đạt. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên cùng các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú 231. Ca giáp ba cô bằng rắc khầy gia cà về na sằng vu tổ si già cà gia đúc cha ri tằng hi tòa về na su cha ri tằng cha rề cà giáp ba cô bằng rắc khầy gia cà về na sằng vu si già cà gia đúc cha ri tằng hi tòa cà về na su cha ri tằng cha rề ca ya pa ko bằng răng khay ya ca ye na sang bu to si ya ca ya đúc chari tăng hi toa ca ye na su chari tăng cha re. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng, nay mai xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kệ xong ạ. Xin kính cảm ơn huynh ná. Dạ con xin xuống mic. À, kính mời huynh trưởng với ạ. Dạ sa thu lành thầy Chích Hồng Thị Kim Nhung. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật giáo Pháp và chư tăng, kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kiến pháp cú số 231. Và cảm ơn Sích Hồng Thị Kim Nhung, cô tu nữ Tuệ Duyên, Sích Tràng Đông, Sích Nhật Huỳnh cho biết nghe rõ. Ca ya po kaya pa ko pang rakhaya kaya na sambuto siya kaya dukcaritang hitwa kaya na sucaritang care kaya pa ko pang rakhaya kaya na sambuto siya kaya dukcaritang hitwa kaya na sucaritang care. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân hạ lành, với thân làm hành lành, bản dịch của Ngài Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ hết lòng,
nay mai xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc đầu mặc dầu. Bản hoạt phổ thư của ngài Duy Đức. Dạ Nam Mô Bụt Đạt. Dạ con xin được số mic mến mời Xích Cẩm Vân. Dạ Nam Mô Bụt Đạt. Nam Mô Tham Ma Dạ. Nam Mô Sông Kha Dạ. Con lễ Đức Phật, con kính lĩnh lễ giáo pháp, con kính lĩnh lễ Đức Tăng, con kính lĩnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tịnh Đạt, cùng chư Tôn Đức kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong rung. Con xin đọc con bài câu pháp cú số 231. Ca giáp bá cô băng rát khay giá ca dê ná sâm vú tô xí gia ca giá đúc giá rí tăng hí to ca dê ná xú chá rí tăng chá rê. Giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ, hết lòng nay mai xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Thơ của Hòa Thượng Dưới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong, muốn mời bàn tay của Sú Khá. Alo. Con cảm ơn. Dạ con cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Đạt, Nam mô Tham Ma Đạt, Nam mô Sang Kha Đạt. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại đức Pháp Tín, Đại đức Tịnh Đạt cùng chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 231. Karapako pang rakhay zakare na duk sang vuto siza ka raduk chazi tang hitwa ka re na suchazi tang chaze Karapako pang rakhay zakare na duk sang vuto siza ka raduk chazi tang hitwa ka re na suchazi tang chaze. Giữ thân đừng phẫn lộ, phòng đau bảo vệ, từ bỏ thân làm áp với thân làm hạnh lành. Đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Con mời dạ với cô chú tiếp theo. Nam mô Bụt Đạt. Sa thú sa thú lành thay xích su cá. Nam mô Bụt Đạt giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Dạ con tri ân hết quý chị quý cô đã cho rõ tín hiệu ạ. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 231. Ca giáp ba cô băng rây giá ca giáp ba cô băng rất hay giá ca dê ná sân tù si già ca giáp cha ri tàng nghĩ to ca dê ná su cha ri tàng cha rề ca giáp ba cô bằng răng khay giá ca dê na sang su tô si già ca giá đúc cha thì tăng hi toa ca dê na su cha ri tăng ca rề. Phẫn nộ phòng khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Ca giáp bác cô băng rắc hay giá ca dê na sang vũ tô si già ca giá đức cha ri tàng nghĩ cho ca dê na su cha ri tàng cha rề. Giữ thân phải biết canh phòng, gìn thân bảo vệ, hết lòng nay mai xả ly hành ác mới tài, trang nghiêm thân hạnh hỡi ai mặc dầu. Của thơ của Hai Thượng Giới Đức. Dạ anh Minh đã trả bài xong, kính nhân mít lại đạo tràng ạ.
Dạ, sa thủ, kính cảm ơn cô ấy mình. Dạ, cảm ơn Trang Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bích Tha giá. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cho con đọc lại một lần luôn. Thỉnh Pháp Sư ạ. À. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Ca giấc bác cơ bằng rách cả dễ nó sang vũ tô si già ca già được cha ri tăng hịt tọ ca về nó sức cha ri tăng cha rê giữ thân đừng phẫn nộ phòng thân khéo bảo vệ từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức Tịnh Đạt. Hôm nay sư mở hàng đắc quá, hoan hỷ quá bạch sư. Từng bạch sư tiếp tục cho bạch sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô ấy mình xích xuất khắc anh Đúc Khá, xích Cẩm Vân, Quỳnh Bách Thanh Á, xích Kim Nhung, xích Tâm Phương, xích Rạng Đông và cô tu nữ Tệ Duyên. Quỳnh Bách Thanh Á đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, tới gần giờ giảng mà nãy giờ còn thấy sư té mấy lần luôn đó. Mong rằng chư thiên hộ trì cho đạo tràng chúng con được nghe pháp được liên tục. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Dạ, kính lạy cô tu nữ Thâm Má Chá Rí và vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt thuyết giảng bài học ngày hôm nay là câu pháp cú kinh số 232. Dạ, cảm ơn Vinh cho bài học. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Đà Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bồ Đà Sa Nam mô Ta Sa Pha Ga Va To A Ra Ha To Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng đổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi Phật nhận lời nhân dị hơi quyết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy tinh dự pháp từ đó là nhóm kiều trận như được ném hương vị hư dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chân thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đã mưa lành rửa khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự ý nghĩa câu pháp của kinh số 232. Dạ, sa thủ lành thai Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhận mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Tường Đạo, cô Rạng Đông. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho được biết âm thanh được rõ. Kính đảnh lễ cho đại đức Tăng cùng quý vị có mặt tại diễn đàn trên Pháp Cú Kinh chuyên đề vào hôm nay. Trước khi đi vào cái buổi chia sẻ kênh Pháp Cú,
Tình đại xin kính thỉnh chư tăng và kính mời quý vị hướng về tổ chúng ta đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivadhemi sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami subhadipanno bhagavato savakasangho sanghang namami. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư tăng, kính bạch thượng tọa Minh Hạnh, thầy Đức Pháp Tính cùng với chư đại đức tăng, quý cô quý bà, quý cô tu nữ cùng quý thiện nam tín nữ có mặt tại diễn đàn kinh Pháp Cú chuyên đề. Theo tổng đệ thì chúng ta sẽ câu pháp cú hôm nay là câu pháp cú số 232 trên 423 câu. Trước tiên chúng ta sẽ học về ngữ vựng và chúng ta sẽ đi học duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú này. Câu pháp cú số 223 có nội dung như sau. Vajji pako pang rakhaya vajaya sangvuto ya vajji ndocharitang itoa vajaya sucharitang chare. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời vô ác với lời nói điều lành. Bản dịch của Ngài Thích Minh Châu. Nên canh phòng sự phẫn nộ của khẩu. Nên là người đã được thu thúc về khẩu, sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do khẩu hoặc là khẩu ác hạnh, nên thực hành hành vi tốt đẹp hoặc là thiện hạnh do khẩu. Bản dịch của Ngài Inda Chanda Chánh Thân. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, câu pháp cú này số 232 có phần ngữ vựng Vajji pako pang rakkhaya. Vajji pako pang là sự phẫn nộ của khẩu, tức là sự giận dữ của lời nói. Nó hình thành từ hai từ vajji và pako pa. Yeah. Rakkhaya là sự phòng hộ, nên phòng hộ, nên bảo vệ. Vajjaya sanghuto siya. Vajjaya là bằng hay lời nói. Sanghuto, người đã được thu thúc. Siya là nên hoặc là trở nên. Vajji ducharitang hitoa. Vajji ducharitang là hành vi xấu xa do khẩu hoặc là khẩu ác hạnh. Yeah.
Hít to là sau khi từ bỏ. Vajaya sucharitang chare. Vajaya là bằng cái lời nói, do cái lời nói. Sucharitang là tốt đẹp. Sucharitang là tốt đẹp. Chare là thực hành. Dạ, như vậy là chúng ta đã đi sơ lược qua cái phần ngữ vựng của câu kệ ngôn pháp cú số 232. Một lần nữa, câu kệ ngôn pháp cú số 232. Wa chi pa ko pang rakhaya wa cha ya sang vu to si ya wa chi đua cha tăng hi toa wa cha ya su chi ri tăng cha re. Giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác, với lời nói điều lành. Dình ngôn giữ khẩu phải phòng, khẩu ngôn bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác khẩu làm ngay, trang nghiêm khẩu hạnh mới tài trượng phu. Bản dịch của Ngài Giới Đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo diễn đàn Pháp Cú Kinh Chuyên Đề, chúng ta sẽ tìm hiểu qua duyên sự của câu kệ ngôn này. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, câu kệ ngôn số 232 nằm trong nhóm kệ ngôn có cùng duyên sự. Nhóm kệ ngôn này gồm có 4 câu. Câu số 231, câu số 232, câu số 233 và câu số 234. Hôm nay chúng ta là số 232. Thì như vậy quý vị đã được nghe qua một cái vị giảng sư giải thích về ngữ pháp từ vựng duyên sự ở câu số 231, và hôm nay chúng ta học câu số 232 thì cũng cùng với duyên sự đó. Tuy nhiên, để hiểu rõ thêm một số chi tiết thì Tịnh Đạt cũng xin mạn phép để lặp lại cái duyên sự, và cho những vị nào vắng mặt hoặc là không có nghe được cái buổi giảng từ hôm trước thì chúng ta sẽ học được từ ngày hôm nay, và ngày sau còn hai câu pháp cú cũng cùng duyên sự thế này. Cùng một duyên sự, thưa quý vị, thì nội dung cũng giống như nhau, nhưng mà tùy cái cảm nhận và tùy cái dẫn chứng cũng như là sự tìm hiểu của mỗi cái vị giảng sư thì chúng ta sẽ học được một cái ý nghĩa, một cái khía cạnh nào đó, thì đó cũng là một cái cách mà chúng ta tiếp thu, chúng ta nới mở rộng thêm phần kiến thức Phật pháp của chúng ta. Đó là một cái điều rất là may mắn mà chúng ta có được nhiều cái vị giảng sư trong cái diễn đàn Kinh Pháp Cú này. Một lời sa thú. Và hôm nay lượng các vị tham gia cũng rất là đông đảo, chứng tỏ là diễn đàn của chúng ta đã sinh hoạt rất là ổn định và có nhiều cái lợi lạc cho tất cả mọi người. Thưa quý vị, là duyên sự câu pháp cú, nhóm câu pháp cú từ câu 231 đến 234. Đức Phật thuyết nhóm câu pháp cú này ngự tại chùa Veluvana. Chứ Veluvana đây thì chúng ta dịch là trúc lâm. Velu là cây trúc hay là cây tre. Vana là khu rừng.
Và quý vị nghe cái từ chùa đó, Veluvana Vihara là chùa Trúc Lâm. À, giống như là chúng ta có chùa Trúc Lâm ở Đà Lạt ha, rồi chúng ta có chùa Trúc Lâm ở quận 6 ha, thì cũng lấy cái tên này. Nhưng thưa quý vị, thì ngày xưa chùa Trúc Lâm không phải là tường cao kính cổng, không phải là bê tông cốt thép, và cũng không phải là chùa theo cái định nghĩa như bây giờ, mà ngày xưa đó là một khu vườn. Ngay cả chùa Kỳ Viên hay là chùa Trúc Lâm, hiện tại thì quý vị nào có dịp hành hương tại Ấn Độ thì người quản lý chùa Trúc Lâm đó, thưa quý vị, họ cũng cố gắng để gìn giữ và kiến tạo lại cái khung viên thiên nhiên gần như là gần với lại cái những cái gì mô tả trong kinh điển, trồng rất là nhiều tre và trúc. Thì thưa quý vị, là cái khung viên Veluvana Trúc Lâm có những cái tịnh thất dành cho chư tăng, hương thất dành cho Đức Phật. Xa xa như vậy có một cái tịnh thất, xa xa như vậy có một cái hương thất, thì không ở gần với nhau lắm đâu. Và cùng một cái khung viên khu rừng cũng khá là rộng lớn. Đề cập đến nhóm vị lục sư, nhóm lục sư tỳ khưu, lục ở đây là 6 thưa quý vị. Đề cập đến lục sư tỳ khưu, tức là một cái nhóm vị tỳ khưu được nhắc đến nhiều nhất ở trong tạng luật Vinaya. 6 vị tỳ khưu này thường là những vị phạm những cái điều sai quấy, là nguyên nhân để cho Đức Phật ngài chế định cái giới luật. Theo trong sự tìm hiểu của Tinh Đạt đó, thì rất là ít cái thông tin về nhóm 6 vị tỳ khưu này. Nhóm 6 vị tỳ khưu này có cái tên là Chappakiya Bhikkhu. Thì cái thông tin đáng tin nhất ở trong lúc mà Tịnh Đạt tìm hiểu thì đó là cái quyển Pali Proponem. Pali Proponem. Ở trong cái bộ sách này, quý vị có thể tra cứu tất cả những cái danh từ, những cái tên riêng, những cái địa danh và được ghi nhận ở trong Pali Proponem Chappakiya, nhóm lục sư này là những vị ở đây thì nói là dựa vào chú giải Samantabhasatika. Samantabhasatika là chú giải tạng luật đó thưa quý vị. Nhóm lục sư này là những người sống chủ yếu tại thành Savatthi, thành Sa Vệ. Và trong khi một cái cuộc sống khó khăn về sinh nhai, giống như là cuộc sống xã hội nó khó khăn, thì nhóm 6 vị này đã xin gia nhập vào tăng đoàn dưới sự hướng dẫn của 2 vị trưởng lão đệ tử chính quan trọng bên tay trái và tay phải Đức Phật, là ngài Sariputta, ngài Moggallana. Và do vì cái xuất phát cái đầu tiên đó là những cái khó khăn trong cuộc sống, chứ không phải xuất phát vì cái tấm lòng học đạo và vì cái tâm giải thoát, cho nên nhóm lục sư này có những cái hành động còn mùi đời và còn cái cách để hưởng dục giống như là người cư sĩ, cho nên gây ra nhiều cái sự tranh cãi và nhiều cái phàn nàn trong tăng chúng cũng như là trong làng xóm.
Và chính vì những cái phàn nàn này, những cái khiển trách này trình lên Đức Phật, và Đức Phật Ngài suy xét nguyên nhân và Ngài rặn hỏi sự thật. Cuối cùng Ngài mới kết luận, đưa ra cái học giới được ghi chép thành luật. Và trong cái quyển Pali Proper Name này thì có đề cập chi tiết hơn nữa, đó là tên của sáu nhóm sáu vị này. Thứ nhất là Asachi, Puna, Pasu, Panduka, Lohitaka, Mettiya và Pumachana. Để Tịnh Đạt copy cho các quý vị được biết được cái tên của các vị này ha. Dạ đây, Six Monks, Asachi, Bunapasu, Panduka, Lohitaka, Mettiya và Pumacha. Thực sự ra cái duyên sự này nó chỉ vỏn vẹn chỉ có nửa trang sách thôi. Nhưng mà khi mà đi đến những cái danh từ riêng, những cái địa danh thì Tịnh Đạt cũng xin được tìm hiểu thêm và khơi gợi cho quý vị một cái cách để quý vị có thể tăng thêm cái kiến thức. Về cái nhóm luật sư này thì Tịnh Đạt có hỏi ý kiến một quý vị rất là thường xuyên va chạm với tạng luật. Thì vì đó Ngài trưởng lão đó có nói một cái ý kiến, đó là những vị này là những vị tỳ khưu có thật ở trong Phật giáo. Và nhóm tỳ khưu này thường xuyên phạm các cái lỗi lầm và là những người đầu tiên phạm các lỗi lầm được nhắc đến đề cập trong Phật giáo trong luận đặng rất là nhiều và được ghi nhận rất là thường xuyên. Tại vì tại sao Tịnh Đạt muốn hỏi nói cái điều này? Trên mạng thưa quý vị có những bài viết đưa ra ý kiến và cũng lập luận dựa theo những cái kinh sách cho rằng nhóm luật sư này, nhóm sáu vị tỳ khưu này là hư cấu, giống như là sử dụng một cái cụm từ, một cái cụm danh từ nhóm sáu vị luật sư ám chỉ cho những cái người phạm giới đầu tiên và ám chỉ cho những cái vị không có rõ ràng danh tính. Thì như vậy có những cái ý kiến trên mạng như vậy thì sư cũng có tìm hiểu và có tham khảo ý kiến của các vị trưởng lão có nhiều kinh nghiệm. Thì các vị bảo rằng trong luật hoặc là trong chánh tạng, tam tạng kinh điển được truyền thừa, được truyền thừa từ thế hệ này qua thế hệ khác, nhất là được kết tập kinh điển qua rất là nhiều lần, và công sức của các ngài trưởng lão đó cố gắng để mà ghi nhớ thuộc lòng, tụng đọc và ghi chép thành sách, in ra thành kinh. Cái công sức đó chúng ta không thể nào dùng cái suy nghĩ riêng của mình để mà cho đó là hư cấu. Cũng giống như là nếu mà chúng ta cho là hư cấu một cái nhân vật không có thật, thì như vậy vô tình chúng ta cũng không có chấp nhận những cái vị thánh tăng hay là kể cả Đức Phật ở trong cái quá khứ, ở trong cái trong lịch sử. Thì quay lại tới quý vị, nhóm luật sư này trong quyển Pali Proper Name có đề cập đến tên rõ ràng, và nhưng mà không có đề cập đến cái nhân thân, xuất thân từ đâu, cha mẹ là ai, xuất gia trong thời gian nào. Thì trong cái quyển Pali Proper Name này có đề cập thêm, đó là nhóm sáu vị tỳ khưu này không phải luôn luôn lúc nào cũng ở chung. Dạ. Không lúc nào cũng ở chung. Nhóm thứ nhất, họ chia làm ba nhóm thưa quý vị. Nhóm thứ nhất là gồm Asachi và Bunapasu ở tại Kitagiri. Nhóm thứ hai là Mettiya và Pumacha ở tại thành Rajagaha, thành Vương Xá. Nhóm thứ ba, Panduka và Lohitaka ở tại Chitawana. Và riêng
cái nhóm thứ ba là Ban Đúc Cáo và Lô cái Lô Hí Tắc Cá đó, hai vị tỳ khưu này đó, hai vị nhóm tỳ khưu này đó, thì có một cái thân khẩu ý tốt đẹp hơn là bốn vị còn lại, do một phần là ở cùng với Đức Phật, ở gần với Đức Phật, chứ không hẳn là nhóm sáu vị lục sư ai cũng là sai quấy, ai cũng là phạm lỗi. Dạ, ở trong được ghi nhận trong quyển Pali Propanem. Thì đó là một số chi tiết điểm qua về mà chúng ta đề cập đến nhóm lục sư tỳ khưu. Quay lại duyên sự của ngày hôm nay, câu pháp cú số nhóm câu pháp cú 4 câu. Một hôm nhóm lục sư mang guốc, tay cầm gậy đi khua trên đường kinh hành. Đức Bổn Sư nghe tiếng guốc khua lộp cộp. Ngài hỏi Đại Đức Ananda rằng: "Này Ananda, tiếng kêu chi thế?" Ngài Ananda bạch ngài: "Nhóm lục sư mang guốc gỗ đi kinh hành mới có tiếng khua lộp cộp vậy." Nhân dịp này, Đức Phật chế định học giới dạy rằng vị tỳ khu cần giữ gìn thân khẩu ý của mình. Rồi Ngài thuyết lên kệ ngôn. Thưa quý vị rằng ở đây Tịnh Đạt nghĩ là có cái sự chỉnh, có cái sự bỏ bớt và lược bớt giữa cái phần mà Đức Thế Tôn nghe cái âm thanh của tiếng guốc lộp cộp gây ra, và cái phần mà Đức Thế Tôn chế định cái giới học vị tỳ khu không cần, cần phải cần giữ thân khẩu ý. Tại vì sao Tịnh Đạt nói như vậy? Ở trong tạng luật, lúc mà có đề cập đến giới luật riêng về dép, giày hoặc là guốc đó, nó dài lắm thưa quý vị. Quý vị có lẽ xin phép quý vị để có cái dịp khác Tịnh Đạt sẽ nói cặn kẽ và chi tiết hơn về cái giúp về giày dép. Cũng có nhiều người ta hỏi tại sao ông sư, một vị tu sĩ mang giày, mang dép, rồi dép kẹp, dép quay hậu, vân vân. Và những cái nơi phương Tây hay là ở những cái xứ mà người ta mang giày, không có mang dép, thì cái vị tu sĩ cũng phải mang như vậy. Như vậy thì có phạm luật hay không, có phạm lỗi hay không? Yeah. Theo tinh thần giới luật thì chúng ta sẽ nhìn nhận khác, và theo tinh thần xã hội thì chúng ta sẽ nhìn nhận khác. Và riêng cái trường hợp này chúng ta không có nhiều thời gian, thì riêng cái trường hợp này nhóm vị lục sư gây ra cái tiếng lộp cộp, âm thanh ồn ào, nhưng mà Đức Phật ngài dạy là giữ gìn thân khẩu ý, thì nghe có vẻ là chưa có liên quan với nhau. Dạ, yeah, nghe có vẻ là chưa có liên quan với nhau. Thì Tịnh Đạt xin trích lại cho quý vị nghe về cái giới luật liên quan tới cái phần dép giày, và đặc biệt là liên quan tới cái phần mà guốc, mang guốc gỗ nè. Dạ, dạ, quý vị đợi cho chút xíu. Vào lúc bấy giờ có một vị tỳ khưu bị bệnh khối u ở chân. Các tỳ khưu khiêng vị ấy đưa ra bên ngoài cho việc tiểu tiện đại tiện. Đức Thế Tôn trong khi dạo quanh các chỗ trú ngụ đã nhìn thấy các tỳ khưu ấy đang khiêng vị tỳ khưu ấy đi đưa ra bên ngoài cho việc tiểu tiện và đại tiện. Sau khi nhìn thấy đã đi đến gần, sau khi đi đến và nói với các tỳ khưu ấy điều này: "Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu này có bệnh gì vậy? Bạch ngài, đại đức này có bệnh khối u ở chân, chúng con khiêng vị này đưa ra bên ngoài cho việc tiểu tiện đại tiện." Đức Thế Tôn nhân đó đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu: "Này các tỳ khưu, ta cho phép vị có bàn chân bị đau, hoặc có các bàn chân bị rách, hoặc có bệnh khối u ở bàn chân được băng dép." Cái đó là cái sự kiện để mà liên quan tới dép. Và
Sự kiện thứ hai, sau khi cái việc mà mang dép như vậy đó, liên quan tới cái nhóm lục sư mang giày guốc gỗ ở đây. Vào lúc bấy giờ, sau khi thức dậy, vào lúc hừng sáng của đêm, các vị tỳ khưu nhóm lục sư mang các đôi guốc gỗ, Pali gọi là Kathapaduka. Dạ, đôi guốc gỗ đây. Đôi guốc gỗ Kathapaduka. Những cái từ này các vị có thể sử dụng để mà chúng ta làm cái phương tiện tìm kiếm ở trên Internet và ở trong những cái quyển kinh. Đi kinh hành ở ngoài trời, trong khi nói chuyện to giọng, lớn tiếng với âm thanh ồn ào về các chuyện nhảm nhí liên quan đến nhiều vấn đề như là chuyện đức vua, chuyện kẻ trộm, chuyện quan đại thần, chuyện binh lính, chuyện ghê rợn, chuyện vũ khí, chuyện thức ăn, chuyện nước uống, chuyện vải vóc, chuyện giường nằm, chuyện vòng hoa, chuyện hương thơm, chuyện thân quyến, chuyện xe cộ, chuyện làng xóm, chuyện đàn bà, đàn ông, người hùng, đường xá, về chỗ có hũ, ma quỷ, linh tinh, chuyện tiên đoán về thế gian, chuyện về đoán về đại dương, chuyện về giết chết côn trùng, vừa làm cho các tỳ khưu được tập trung thiền định. Do những cái lời bàn tán đó, lời ồn ào đó, làm cho các vị tỳ khưu không, những vị tỳ khưu khác đó, quý vị sống cùng ở trong chú xứ đó, bị ồn ào, không có tập trung thiền định được, thì những cái vị đó nó nên bạch trình ở Đức Phật. Đức Phật ngài mới rầy: này, vì sao các nhóm tỳ khưu nhóm lục sư sau khi thức dậy, vân vân, làm cho các tỳ khưu khác không có thiền định được? Lúc đó Đức Phật ngài mới hỏi, thì các nhóm vị lục sư trả lời rằng: bạch Thế Tôn, đúng vậy. Sau đó Đức Phật ngài khiển trách, ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này, các tỳ khưu không nên mang đôi guốc gỗ, vì mang thì phạm tội Dukkata. Dạ, đó là cái nguyên văn và liên quan tới cái việc mà chúng ta học ở trong duyên sự câu pháp cú, nhóm câu pháp cú này liên quan tới việc mà nhóm lục sư mang guốc gỗ. Và vui lắm quý vị đọc luật, chúng ta sẽ không có bị hiểu, không có bị nhàm chán, giống như là luật của kinh tế, luật xã hội, luật dân sự, luật hình sự, là khô khan những cái điều gì cấm đoán. Mà luật trong nhà Phật đó là một cái kho tàng lịch sử và phản ánh lên cái nếp sinh hoạt rõ ràng ở trong thời kỳ Đức Phật, mà quý vị không có nhiều cái hình ảnh cũng như là không có nhiều sự kiện quý vị có thể bắt gặp ở trong tạng kinh và tạng vi diệu pháp. Cho nên học tạng luật thì chúng ta sẽ biết được nhiều về cái đời sống của Đức Phật, về cái đời sống của chư tăng ở tại thời điểm Đức Phật ngày còn tại tiền. Giống như là trong cái phần này, nhóm luật sư phạm cái điều là mang guốc gỗ, thì sau đó Đức Phật ngày cấm, ngày không có cho các tỳ khưu mang guốc gỗ. Nhóm luật sư lại nghĩ rằng Đức Phật ngày cấm mang guốc gỗ thì quay qua làm đôi guốc bằng chất liệu khác, và có một cách là lương lẹo để mà thỏa mãn cái việc mà mang guốc, mang giày, mang dép, không cho mang guốc làm bằng chất liệu gỗ thì quay qua làm bằng chất liệu tre, làm bằng chất liệu thốt nốt, vân vân. Và sau khi được tắc bạch lên Đức Phật thì Đức Phật ngài cũng đã cấm đoán rất là nhiều. Đó là gọi là những cái luật được chế định thêm ngoài cái điều mà đầu tiên Đức Phật ngài chế định. Cho nên tạng luật nó có một cái hình ảnh rất là sống động. Quý vị đừng có vì một cái lý do nào nghe nói, nghe đồn thổi hoặc là ám ảnh bởi những cái luật của xã hội mà chúng ta bỏ qua cái tạng luật. Thực sự đọc tạng luật, quý vị sẽ cảm nhận được cái tinh thần của Phật giáo nó như thế nào. Và quan trọng hơn nữa, đó là một cái hình ảnh rất là chân thật
cái đời sống văn hóa tại Ấn Độ, và từ đó chúng ta sẽ có cách nhìn so sánh sau khi Phật giáo phát triển ra các nước như thế nào. Và để quay lại cái duyên sự của pháp cú này, khi mà nhóm các vị tỳ khưu, sáu vị tỳ khưu này sáng sớm thức dậy, không lo hành thiền, không lo kinh hành, không lo chuyên tâm để mà phát triển nội tâm, mà đi lại họp với nhau, ngồi tán gẫu, hoặc là đi thành nhóm và bàn đến những cái chuyện không không. Các vị đừng có lầm lạ, ngay cả thời điểm bây giờ chúng ta cũng có nhiều vị tỳ khưu như vậy. Điều này thì ai cũng biết, nhưng mà không ai dám nói thôi. Những vị tỳ khưu ngồi lại với nhau, hỏi về kinh, về luật, về những cái điều thắc mắc, đó là những cái vị rất là đáng kính. Cũng giống như là lâu lâu mình có cơ hội mình đi đến gặp các vị trưởng lão, thì các vị, các ngài rất là bận rộn, mà chúng ta có cái thời gian 5-10 phút, nửa tiếng, mà chúng ta hỏi hầu chuyện, chúng ta hỏi bạch ngài trong tăng luật, cái điều này con có chưa có được rõ, còn phân vân, thì ngài giải thích, thì một cái hình ảnh rất là đẹp. Nhưng mà tiếc thay, cái hình ảnh đó thời bây giờ chúng ta rất là hiếm để mà chúng ta bắt gặp. Và thường thì chúng ta sẽ bắt gặp về những cái câu chuyện liên quan tới lễ hội, liên quan tới sinh hoạt tại chùa. Và có nhiều cái câu chuyện khác nữa mà nó không có mang tính chất Phật giáo. Thì như vậy, những cái mẫu chuyện của nhóm 6 vị tỳ khưu này rất là nhiều cái chủ đề. Phải nói là những cái vị này cũng có rất là nhiều cái hiểu biết và cái sinh hoạt của ngoài xã hội, chuyện vua chúa, binh đao, rồi vân vân. Các vị ngồi bàn chuyện phím với nhau. Và cái việc mà bàn chuyện phím đó, nó liên quan tới cái việc mà gìn giữ thân khẩu ý. Vậy hôm nay chúng ta học cái câu pháp cú liên quan tới vấn đề cái lời nói, cái khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp ở đây sẽ được chia ra thành hai phần, đó là Vachi Duccarita và Vachi Succarita. Vachi Duccarita và Vachi Succarita. Vachi, quý vị không biết có thấy được không? Vachi Duccarita và Vachi, Vachi, quý vị thông cảm nên cái phông chữ này đánh cũng hơi lộng cộng. Succarita, hai cái từ này chúng ta sẽ học, đã học là Kaya Duccarita và Kaya Succarita, và hôm nay chúng ta sẽ học là Vachi Duccarita và Vachi Succarita. Vachi Duccarita là khẩu ác hạnh, và Vachi Succarita là thiện hạnh. Cái điều này thì thực sự những người Phật tử sơ cơ, những người đã từng tiếp xúc với Phật giáo thì chúng ta đã quá rành rồi. Thân khẩu ý là một cái điều được đề cập bất cứ trong cái thời pháp nào, bất cứ trong một cái, bởi vì quanh đi quẩn lại thì cái cuộc sống của chúng ta nó liên quan tới nghiệp thì nói cho nhiều, nhưng mà cô đọng lại thì nó chỉ là thân, khẩu và ý. Thân là chúng ta có cái sự hành động về bằng tay, bằng chân, bằng đầu, bằng đủ thứ có thể gây bất lợi cho người khác và cho bản thân mình. Bằng lời là âm thanh, không phải cái miệng, thưa quý vị, cái miệng nó không phải là cái lời nha. Cái miệng là cái thân. Có những lúc mà chúng ta
chửi mà lâm râm hay là chửi không ra lời đó, thì không biết quý vị nghĩ đó là thân hành hay khẩu hành? Và cái miệng của chúng ta nó là cái thần kinh thân, nhưng mà cái lời nói, cái âm thanh phát ra nó đầy, nó hội đủ những cái vòm môi, răng, lưỡi, tất cả những cái cấu tạo đó nó phát ra một cái âm thanh tròn vành rõ chữ, có thể làm cho các hiểu được, thì đó gọi là khẩu nghiệp. Mà cái âm thanh đó nó làm cho người khác đau khổ, người khác sầu muộn, và bản thân mình đau khổ, bản thân mình sầu muộn, thì gọi là vachitucirita, khẩu ác hạnh. Và ngược lại, cái âm thanh đó nó phát ra mang đến lợi ích, vui vẻ, hạnh phúc cho người khác và bản thân mình, thì gọi là vachisucharita, thân khẩu thiện hạnh. Dạ. Dạ đúng rồi. Và cái thân thì khẩu thiện hạnh hay là khẩu ác hạnh ở đây, chúng ta nói có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là chúng ta sẽ phân tích về cái khẩu ác hạnh. Chúng ta nói về khẩu ác hạnh đi. Chúng ta đã nghe nhiều về khẩu thiện hạnh rồi, chúng ta nói về khẩu ác hạnh đi. Tại vì khi mà chúng ta nói về cái mặt trái đó, thì chúng ta biết cái sự sợ hãi mà chúng ta tránh né đi, chúng ta không có làm. Thưa quý vị, thì khẩu ác hạnh nói có bốn khía cạnh. Nhất là chuyện không nói hay là nói dối, nói lời không có ngay thật. Thứ hai là nói hai mang. Thứ hai là nói hai mang, nói là chia rẽ đó quý vị. Nói gió chiều nào thuận theo chiều đó đó. Thứ ba là nói độc ác. Nói độc ác với cái ác ý làm cho người khác đau khổ buồn. Và cái thứ tư đó là chuyện phím, nói chuyện nhảm nhí, giống như là nhóm các vị lục các vị sáu vị tỳ khưu, nhóm lục sư á, sáu vị tỳ khưu, thì nhóm vị này đã phạm vào cái điều là nói chuyện phím, nói chuyện không có mang lại ích cho người khác và bản thân mình. Thì với cái khía cạnh nói chuyện không nói có, hay là có nói không, chúng ta hiểu, chúng ta hiểu cái việc mà cái nói dối nó mang lại cái tác hại. Nhưng đôi khi chúng ta cho cái lời nói dối đó, có những lúc chúng ta chấp nhận được. Vì sao lại như thế? Thì quý vị lần lượt chúng ta sẽ bàn về cái việc mà khẩu ác hạnh này. Cũng giống như là một lần nói dối thì mình đổ thừa cho là tại hoàn cảnh. Nhưng mà nhiều lần nói dối thì chúng ta hết cách để đổ thừa, chỉ còn là do bản thân mình thôi. Tại vì cái thói quen nói dối đó, nói không có ngay thật, thì nó sẽ trở thành một cái bản tính và nó đi theo mình cả đời, khó lòng mà sửa được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Và chúng ta cũng thể nói rằng cái lời nói dối đó nó để cho đùa, cho vui, với mục đích là lừa, không có làm hại đến ai. Nói để khoe khoang hay là nói dối vì sợ hãi. Nếu mà chúng ta cứ bênh vực và chúng ta che lấp, không cho đó là những cái lời nói dối có hại đó, thì chúng ta lần lửa chúng ta sẽ có những cái
cái lời nói dối nó to tát hơn, nó gây tác hại mạnh lớn hơn đối với người khác và bản thân mình. Và cái thứ hai là nói lời ác ý. Nói lời ác ý, dù là để tự vệ hay tấn công, mà làm tổn hại đến danh dự, nhân cách của người khác, cũng đồng nghĩa với việc là mình đang tích thêm cái khẩu nghiệp cho mình. Và trong cái xã hội này, trong cái đời sống này, chúng ta cũng rất là dễ dàng bắt gặp những cái người có những cái khẩu nghiệp hay là cái lời ác ý á, nói cho sướng miệng, dùng mà toàn những cái lời cay cú, chửi bới nhục mạ, làm cho người khác phải xấu hổ, bỏ đi. Tôn trọng người khác cũng như là tôn trọng chính mình. Và chúng ta hãy nhớ rằng mình nói lời không hay, trước tiên nó cũng là thể hiện lối sống thiếu phẩm chất, đạo đức, văn minh trong lời nói giao tiếp, và dẫn đến cái việc là chúng ta bị mất cái uy tín của bản thân mình. Cái thứ ba, nói lời hai mang hay là nói lời chia rẽ, thưa quý vị. Giống là những người gió chiều nào thì nghiêng qua chiều đấy. Lúc nói thế này, lúc khác thì nói thế khác. Chân ngồi ly gián, cố tình gây mâu thuẫn nội bộ và chỉ biết vung vén hưởng lợi riêng về mình. Khi gặp người này thì khen, và gặp người kia cũng khen. Người kia nói một, người này cũng khen, mà người khác nói ngược ý lại thì cũng khen. Cho nên cái người này thật sự ra không có thể nào tin tưởng mà giao công việc quan trọng hay lớn lao. Và trong cái xã hội hiện nay thì trên mạng internet, trên như là bên Facebook hay YouTube, thì có những cái trường hợp thường dùng lời lẽ ác, thô tục, xúc phạm đến người khác. Cho nên chúng ta cũng rất là cẩn thận đối với cái lời chia rẽ, cái lời hai mang, làm gây hại đến cái bản thân và người khác. Đó là một cái khẩu nghiệp mà chúng ta phải chịu hậu quả về sau. Thứ tư là nói thiêu dệt hay là nói chuyện phím, đấy quý vị. Ở đây có một cái câu rất là hay để diễn tả cái việc mà Pisuna Wacha là chuyện phím đó. Đó là tam sao thất bản. Nghe có một ý nhỏ nhỏ thôi, rồi về nhà hay là ra sớm mà chúng ta diễn đạt cái ý ra thành một cái câu chuyện, một cái chuyện lớn lao, thêm mắm dặm muối đó, thêm mắm thêm muối cho nó mặn thêm, cho nó ly kỳ hấp dẫn thêm. Và một cái điều mà thật sự ra cũng không đáng chút nào, nếu mà chúng ta tự biết mình, tự đặt mình vào cái trường hợp là người đang có câu chuyện, là người nạn nhân trực tiếp của cái chuyện phím hay chuyện thiêu dệt, hay là chúng ta là người là cái nạn nhân của cái việc mà nói không đúng sự thật, chúng ta là người của cái việc nạn nhân là bị lời chia rẽ, khiêu khích, chúng ta là người trực tiếp bị cái lời độc ác, ác ý, và chúng ta là người trực tiếp bị cái việc mà oan ức của cái lời nói gây ra, thì chúng ta đau khổ biết chừng nào. Chúng ta không thể minh oan, chúng ta cũng không thể kể ai nghe, chúng ta
chỉ biết lặng thinh, thì cái cảm giác đó thật sự ra nó không dễ chịu chút nào. Thì khi hiểu được điều này, cái người, một cái người, nhất là cái người Phật tử chúng ta đó, những cái người đã học kinh Phật đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ, chúng ta hứa với lòng là chúng ta sẽ không bao giờ là người làm những cái việc này. Bởi vì cũng giống như là cái trường hợp chúng ta là nạn nhân của việc móc túi hay là trộm cắp, thì chúng ta có cái sự đau khổ, buồn sầu khi mất cái tài sản. Và quan trọng hơn, cái tài sản đó là cái tài sản, cái quỹ để chăm lo sức khỏe, cái quỹ để mà lo lắng trong gia đình, trong cái lúc mà thiếu hụt. Thì cái số tiền đó nó quan trọng cho chúng ta, không phải vì cái giá trị không, mà nó ngay trong cái hoàn cảnh đó mà chúng ta lại mất đi. Thì khi hiểu biết được cái sự đau khổ mất mát một cái số tiền, một cái giá trị như vậy, thì chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta đi đánh cắp hay là trộm cắp của người khác. Đó là một cái điều rất rất là quan trọng. Dùng bản thân mình đặt vào trường hợp mình là nạn nhân, thì lúc đó mình sẽ không làm cái chuyện sầm quấy hay là đi nói đầu này đầu kia, nói sai sự thật cho cái người khác mất lợi mất danh, và bản thân mình cuối cùng trở thành một cái người lãnh cái hậu quả về cái khẩu nghiệp của mình. Thứ nhất, cái hậu quả đầu tiên đó là chúng ta mất cái uy tín, không ai tin tưởng mình nữa. Và cái khía cạnh thứ hai của cái việc khẩu nghiệp là, đó là quay lại chúng ta nói về ngũ giới. Dạ. Yeah. Vấn đề ngũ giới. Trong ngũ giới chúng ta có cái nói không ngay thật, Musa Wada. Thì cái khẩu nghiệp trong cái Musa Wada đó là cái nguyên nhân để rơi, để đưa chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung tái sanh vào những cái cõi đau khổ thấp hèn như là cõi địa ngục, cõi súc sanh, cõi bàn sanh. Những cái cõi mà những cái chúng sanh đó chịu rất là nhiều cái thiệt thòi và đau khổ. Cho nên vấn đề về lời nói dường như nó quan trọng và nó dễ làm. Kể cả thiện hạnh và ác hạnh, nó dễ làm hơn là cái thân hạnh và ác thân ác hạnh và thân thiện hạnh, hoặc là ý. Cái lời nói nó giống như là những cái con dao vô hình thể giết chết một người, một số người và nhiều số người khác. Yeah. Khi chúng ta có cái quyền lực trong tay thì cái lời nói nó có càng cái sức nặng và giá trị. Nếu chúng ta chỉ nói sai, nói vì cái lợi ích của bản thân hay là vì lợi ích của cá nhân nào đó, sẽ gây ra tác hại biết bao nhiêu là những cái sinh mạng, những cái lầm than ở trong xã hội. Thì qua cái câu pháp cú 232 này, Tịnh Đạt cũng xin chia sẻ với quý vị về cái kiến thức thêm, thông tin thêm về cái nhóm luật sư ở trường hợp trong cái tạng luật nó như thế nào, và tại cái chùa Kỳ Viên, chùa Trúc Lâm Veluvana nó như thế nào. Và qua đó Tịnh Đạt cũng xin nói lên cái việc mà quan trọng của cái khẩu nghiệp, và khi mà chúng ta học được cái bài học khẩu ác hạnh nó mang lại cái kết quả đau khổ như vậy, thì mong rằng từ đây về sau chúng ta hãy tự hứa với lòng là chúng ta sẽ chỉ nói những cái lời nào dễ nghe, mang đến cái niềm vui, niềm hạnh phúc cho những cái người khác và chúng ta, bản thân của chúng ta. Và Tịnh Đạt xin được kết thúc cái phần chia sẻ qua câu pháp cú 232 này. Cầu mong kính chúc chư đại đức tăng cùng quý bà quý cô tu nữ cùng các vị ở trong diễn đàn kinh pháp cú được nhiều cái sức khỏe và làm thêm được nhiều cái thiện sự. Và cuối cùng xin cầu chúc tất cả quý vị được
nhiều cái sự tốt lành trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân quay lại với lại diễn đàn. Dạ, sa thủ. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học số 232 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học thành thế.